lớn này. Quán này quán ba miền hay gì đó, bánh ngon không nó rồi giả báo không mày trước mày ra thì chưa chuẩn bán đi mà nói giỡn chơi chứ anh ở xa á, lúc nào anh ra xóm á. Ai chạy giò? Hả? Cái máy vui vậy đâu? Ghé. Có hai dĩa, một dĩa phải không? Một dĩa là nhìn nó cũ quá. Oh my god. Nhưng máy này hơi cũ quá hả? Em gái. Hả? Để đừng bán mình lấy cái dĩa này nè mình sớm. Cái gì là ăn cái đó. Đúng rồi. Thiệt. Tập ở trong tâm thôi. Còn nó thì đâu phải không? Mà tu ở trên núi á, không có gì đâu ăn đâu. Phải săn thú rừng để mà ăn, mà lấy là thú ăn để mà tu á. Không quan trọng. Có một con ở dưới con cá. Mình cứ ăn gà nó hả? Không sao. Tại sao? Cái đó là cái thức ăn của mình để mình tâm là mình đã là tu. Con cá kìa. Nếu mà em mà đi qua bên Thái Lan em thấy mấy ông sư ngồi ăn á, rồi em sẽ về em biết là qua Nhật là đi. Là một con heo sữa vô đây phải không con? Ok. Sao sao? Em lấy dĩa bà xã múc cho bà xã em đi. Ủa mình không có lấy xin cái dĩa không con? Ủa hỏi nó em cái này đầu chân mình không có hả? Cái này hình như nửa con à. Cái này nửa con à, còn nửa con nữa. Cô bà mai cái mẹ có con á. Con gì em gì? Con gì? Chưa đủ gì còn cái đầu nữa chứ. Em này chắc mới được từng á. Không biết. Cái này nữa con hay con? Dạ cái này em chỉ
với lên 2 mét mà đem vô hỏi chú coi dạ 2 mét là con chân giò heo này nói là mình có heo rồi đó cho nên em mới học đặt chân giò heo sợ em ngát em nói là bà phải ý đó là chân đầu của nó không có hả nguyên con heo phải có đầu chân gì của nó phải không à dạ đúng rồi nhưng mà cái con heo anh là do là cái đầu quá thì có thấy nó sợ cho nó không chân nữa. Em hỏi cái này là một con hay là một nửa vậy? Cái dựng đó là ngon quá. Con heo sữa thì có phải là coi như đây rồi. Thôi giờ vậy đi. Tụi anh ăn thịt em ăn cái bên rau đi. Phải tính đi. Mình đang cầm cái mùi heo ăn đó để cái viên kia nha. Xe 7 chỗ à, đi 7 chỗ nè.
mày chỗ rồi nó đi lại đi. Bắt đầu đi 7 chỗ.